Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, bom đạn mới chịu rời xa người cựu chiến binh. Trong tấm phim chụp sọ não xuất hiện đầy những chấm trắng li ti, rất nhỏ, nhiều người cứ nghĩ tấm phim này bị lỗi. Nhưng không, đó là những mảnh đạn rất nhỏ nằm lạc trôi và di chuyển chậm chạp trong não của cựu chiến binh Chiêm Văn Bé, quê Sóc Trăng. Năm 1968, ông Bé chiến đấu ở Đông Nam Bộ và rời chiến trường với thương tật lên tới 81%. Hốc mắt bên trái của ông bị vỡ, vùng não bị tổn thương, tai phải thủng màng nhĩ, nhiều bộ phận cơ thể bị liệt hay mất cảm giác. Rồi ông về quê và không nghĩ rằng những mảnh đạn này còn lại ở trong não mình. Đến tận năm 2020, mắt còn lại của ông mờ dần, huyết áp tăng cao, nhức đầu, chóng mặt, nhưng đi một số bệnh viện gần không phát hiện ra điều gì. Rồi sau đó, ông được chuyển đến Cần Thơ. Các bác sĩ phát hiện ra hàng trăm mảnh đạn li ti, có mảnh bé bằng đầu tam tre, có mảnh bé bằng mũi kim nằm trong não của ông. Thật may mắn vì trong hơn 50 năm, những mảnh đạn ấy không gây tổn thương mạch máu não. Chúng cứ im lặng tồn tại cho đến những tháng ngày hòa bình hiện tại. Vì chỉ một mảnh nhỏ đi lệch thôi, người cựu chiến binh này có thể sẽ hy sinh vì bom đạn giữa thời bình. Lúc đầu khi biết mình có những mảnh đạn trong não, ông Bé và gia đình khá bất ngờ vì ông nghĩ rằng mấy chục năm qua, thi thoảng ông bị đau đầu, nhưng chỉ nghĩ là di chứng hồi xưa. Rồi khi biết, ông và gia đình lại chẳng có đâu chi phí hàng trăm triệu để mổ vì số tiền trợ cấp thương binh ít ỏi. Rất may mắn, Bệnh viện Đột quỵ Tim Mạch Cần Thơ đã hỗ trợ lấy hết các mảnh đạn ra khỏi não của cựu chiến binh này. Mức chi phí là 0 đồng. Lần đầu tiên sau 52 năm, bom đạn mới chịu rời xa ông. Cảm ơn ông cùng các đồng đội đã hy sinh tuổi trẻ của mình để đem lại bình yên cho thế hệ hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị trong ngày.